Anh thấy không? À, chỗ này nó mình mới mở khoảng chưa đầy một phút. Ở đây nó đã khô. Đây là phần 3 ha, các bạn muốn xem thì coi lại phần 1, phần 2 giùm ha. Để mình phần này mình đấu dây. Mình mua cái công tắc thay cái công tắc của thay cái công tắc này thành cái công tắc bật. Lúc trước mình mua cái nút nhấn mà cái nút nhấn mua về nó hư, nó không xài được. Mình thay cái nút nút bật tắt này. Ở trên Lazada mình kiếm đúng cái size của nó, mình đo cái size của nó đó. Mua gắn vô. Sấy gương. Dây thì mình đi từ ngoài ha, mình tháo cái tấm bì này ra. Đi xuống đây. Nó có một cái lỗ để mình mở đèn đó. Không biết mở đèn ở đâu. Đây. Đây có cái ống cao su. Mình lấy cái dây rút á, dây rút nhựa tháo ra mình luồn vô dễ luồn lắm. Luồn vô đây, tháo cái tappy này ra. Tháo cái này là đèn này ra luôn, tháo cái này ra luôn. Rồi mình câu dây vô, đi dây vô đây thôi. Đi dây nó vô đây thôi. Còn dạ không thấy được, bán mấy bạn đợi một chút. Đây mình review lại ha. Nè, mình lấy sợi dây này, mình lấy cái sợi dây rút mình luồn vô, tháo gỡ hai cái đầu này ra, xong rồi mình luồn dây điện qua. Đó, mình luồn vô tháo qua con này, không phải con này chứ, con này một, con này hai, ba. Các bạn lấy miếng này ra, gỡ miếng này ra để mình luồn dây điện vô. Đây. Dây này là dây dây nóng mà, dây cộng ha, dây cộng. Mình câu bên chân bên đây nha. Chân bên đây là nó đầu ra nó phải qua thêm cầu chì nữa, cầu chì này dễ đứt lắm. Đứt cầu chì mình câu bên đây, tại vì cái đầu sưởi á nó có cầu chì rồi. Mình câu bên chân bên đây khỏi qua cầu chì. Còn dây mát thì mình câu ở dưới. Đó con ốc đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Các bạn đợi một chút, mình có điện thoại. Đây mình tiếp tục. Có điện thoại nên mình tạm dừng. Nè, dây nguội mình câu vô. Câu vô cái mát của xe được rồi, cái nào cũng được. Nhưng mà đây đã tiện nhất. Dây trừ ha, dây cộng. Đó, mình câu lên cái công tắc thôi. Câu lên công tắc này thôi. Rồi bên kia mình cứ luồn dây ra thôi, luồn dây qua đây thôi. Nè, khô luôn rồi các bạn. Rồi ha, có gì thắc mắc cứ comment ở dưới rồi mình trả lời vậy ha. Rồi chào các bạn.